Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Đây là chuyên mục những câu chuyện khủng long và cổ sinh vật học, nơi bạn sẽ được nghe những câu chuyện về khủng long, về các sinh vật cổ đại và hành trình khám phá chúng của con người. Ở trong hai tập đầu của mùa 1 thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu hai chủ đề liên quan đến khủng long. Và để cân bằng lại một chút thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một chủ đề khác nhưng cũng hấp dẫn không kém. Video hôm nay sẽ nói về một trong những giống vò sát biển rất được nhiều người yêu thích, giống như T-Rex ở trên mặt đất vậy. Đó chính là Mosasaurus. Và không chỉ có Mosasaurus đâu, sẽ có những cái tên đáng chú ý khác xuất hiện trong video này. Các bạn đã sẵn sàng cho chuyến phiêu lưu về đại dương cuối kỳ phấn trắng chưa? Nào, chúng ta hãy bắt đầu thôi. Loài người chúng ta kể từ khi thoát ly hẳn khỏi giới động vật hoang dã, nhờ trí tuệ mà vươn lên hàng bá chủ của muôn loài, vẫn luôn có sự tò mò nhất định về những loài hoang dã, nhất là những loài ăn thịt hùng mạnh và đáng sợ như hổ, sư tử hay cá sấu. Chúng ta thường tò mò không biết loài nào mạnh hơn loài nào, và cách duy nhất để thử chính là cho chúng so tài với nhau. Trong lịch sử đã ghi nhận một số lần con người chúng ta tổ chức những cuộc đấu sinh tử cho các loài mãnh thú, bắt chúng phải đấu với nhau đến một mất một còn chỉ để thỏa mãn trí tò mò của mình. Một chuyện thật sự tàn bạo. Rất may là đến thời hiện đại này, những chuyện như vậy đã chấm dứt, dù trí tò mò của con người thì vẫn không thay đổi. Thậm chí, sự tò mò này còn lan ra cả các mãnh thú cổ đại. Chỉ cần bạn dạo quanh YouTube một chút thì bạn sẽ kiếm được một lô một lốc những video so sánh sức mạnh của các động vật tiền sử với nhau, trong đó có Mosasaurus, loài bò sát biển được mệnh danh vua của đại dương kỷ phấn trắng. Vì thế mà có rất nhiều video so sánh sức mạnh của Mosasaurus với những động vật hùng mạnh khác. Tuy nhiên, có một vấn đề là những so sánh này thường chọn cho Mosasaurus những đối thủ hơi khó để đụng độ. Chẳng hạn như là Megalodon, loài cá mập xuất hiện sau Mosasaurus rất lâu. Hay Deinosuchus, một chi cá sấu đã tuyệt chủng trước Mosasaurus và có thể chỉ săn mồi ở vùng duyên hải thay vì sống ở đại dương như Mosasaurus. Nói chung thì so với cá mập hay cá sấu, hay mấy con dưới nước thì còn tạm được, dù chúng không sống cùng thời đại. Nhưng mà đến nỗi cho Mosasaurus so tài với chân Titanoboa hay T-Rex thì hơi quá, bởi kết quả chắc chắn sẽ phụ thuộc vào việc trận đấu diễn ra trên sân nhà của ai. Việc quăng một con Titanoboa hay T-Rex xuống nước chẳng khác nào bạn đang tặng cho Mosasaurus một bữa ăn miễn phí, vừa giàu đạm mà lại vừa là miệng. Bạn còn nhớ Indominus Rex đã trở thành bữa ăn khuya cho Mosasaurus trong phim Jurassic World như thế nào chứ? Và điều ngược lại cũng đúng. Đó là chưa kể đến những khác biệt về niên đại và địa điểm sinh sống cũng làm cho các cuộc so tài này trở nên phi lý thêm và chỉ có thể diễn ra trong trí tưởng tượng. Tất nhiên, tưởng tượng không có gì xấu, nhưng nếu bạn là người giống tôi, thích thực tế một chút thì những video như vậy sẽ khiến cho bạn cảm thấy không thỏa mãn. Vậy nếu thực tế hơn thì chúng ta nên cho Mosasaurus so tài với những đối thủ nào để biết liệu chúng có thật sự là ông vua không ngai của đại dương kỳ phấn trắng không? Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, những đối thủ thật sự và xứng tầm của Mosasaurus không ở đâu xa, mà thậm chí đến từ cùng một nhóm động vật, từng sống cùng niên đại và chung một môi trường với Mosasaurus. Cần phải biết rằng Thương Long, tức nhóm động vật của Mosasaurus và những họ hàng của nó, đã thống trị đại dương trong suốt hàng chục triệu năm cuối kỷ phấn trắng, sau sự biến mất của hai nhóm bò sát biển săn mồi lớn nhất từng tồn tại trước đó là Ngư Long và Plesiosaur. Các loài thương long trong đó có Mosasaurus đã giữ vị thế của những kẻ săn mồi hàng đầu đại dương cho đến khi sự kiện tuyệt chủng phấn trắng cổ cận xảy ra. Mosasaurus nổi tiếng hơn các loài cùng nhóm một phần nhờ được phát hiện và đặt tên sớm nhất, trở thành chi điển hình của nhóm thương long. Ngoài ra còn có kích thước khổng lồ nữa. Thế nhưng, có nhiều cơ sở để chúng ta tin rằng Mosasaurus không phải là vị vua duy nhất thống trị đại dương. Ngay chính trong địa bàn sinh sống của nó, các nhà cổ sinh vật học đã phát hiện sự tồn tại của hai giống thương long khác có sức mạnh đáng gờm không kém, thậm chí còn thành công hơn cả Mosasaurus trên phương diện thời gian tồn tại. Đầu tiên, đó chính là Tylosaurus. Trong khi các bằng chứng hóa thạch cho thấy Mosasaurus chỉ bắt đầu xuất hiện dưới đại dương từ khoảng 82 triệu năm trước, thì Tylosaurus đã bắt đầu bơi lội từ 90 triệu năm trước, sớm hơn Mosasaurus đến tận 8 triệu năm. Ngoài ra, số loài trong chi Tylosaurus cũng rất phong phú, lên đến 8 loài. Có thể nói Tylosaurus đã thống trị đại dương từ khá lâu trước khi Mosasaurus xuất hiện. Chúng phát triển đến kích thước khổng lồ, trở thành một trong những chi thương long lớn nhất. Trong khi chiều dài của loài lớn nhất trong chi Mosasaurus là Mosasaurus hoffmanni, có thể lên đến hơn 17m, theo những ước tính lạc quan nhất, thì loài lớn nhất của chi Tylosaurus là Tylosaurus broriger, cũng có thể dài đến gần 16m. Còn nếu dựa trên bằng chứng hóa thạch thực tế thì Mosasaurus cũng không lớn hơn Tylosaurus là bao. Khi chiều dài trung bình, loài lớn nhất của cả hai chỉ loanh quanh 12-13m, cân nặng giữa hai bên cũng không quá chênh lệch, khiến cho cuộc đấu này thêm phần ngang tài ngang sức.
Ngoài ra, còn có một đặc điểm nổi bật ở Tyrannosaurus mà các nhà cổ sinh vật học tin rằng đã giúp nó trở thành một cỗ máy chiến đấu đáng gờm. Đó là phần mõm của Tyrannosaurus được kéo dài, đồng thời không có răng ở đây. Do vậy, rất có thể phần mõm của chi bò sát biển này được thiết kế dành cho việc đâm hút như mũi của một con tàu chiến. Đặc điểm này hiện diện ở cả Tyrannosaurus non lẫn trưởng thành, nên nhiều khả năng nó dùng để tự vệ hoặc tấn công hơn là để khoe mẽ vào mùa sinh sản. Và Mosasaurus rất có thể đã từng là nạn nhân của những pha đâm hút như vậy khi hộp sọ hóa thạch của một con Mosasaurus hofferi gần trưởng thành có dấu vết của một cú đâm rất mạnh. Trong môi trường của Mosasaurus khi đó, gần như chỉ có duy nhất Tyrannosaurus mới gây ra một tác động giống như vậy. Gương mặt thứ hai chia sẻ quyền thống trị đại dương với Mosasaurus là Prognathodon. Prognathodon trong dữ liệu hóa thạch xuất hiện muộn hơn Tyrannosaurus, nhưng vẫn sớm hơn Mosasaurus. Những đại dương bắt đầu ghi dấu ấn của Prognathodon vào khoảng 83 triệu năm trước và địa bàn sinh sống của trí thường long này khá tương đồng với Mosasaurus. Nếu xét về kích thước, trong những ước tính lạc quan nhất thì Prognathodon có thể đạt chiều dài tối đa khoảng 15m, còn chiều dài trung bình có thể khoảng 11m đổ lại. Tuy nhiên, nếu bạn nghĩ kích thước của Prognathodon kinh trúc bất lợi hơn trong cuộc chiến ba bên dưới đại dương với Mosasaurus và Tyrannosaurus thì bạn đã lầm. Quan sát hộp sọ của Prognathodon, chúng ta có thể thấy chúng có chiều dài ngắn hơn hộp sọ của Tyrannosaurus và Mosasaurus. Nhưng theo các nhà khoa học thì chúng được trang bị những bó cơ mạnh mẽ, đủ khả năng tạo ra một lực cắn lớn. Để tính toán lực cắn của các loài thương long, các nhà khoa học thường dùng tỷ lệ giữa chiều dài của cửa sổ trên thái dương với tổng chiều dài của hộp sọ. Kết quả cho thấy Prognathodon sở hữu lực cắn lớn hơn nhiều so với Mosasaurus. Ngoài ra thì răng của Prognathodon rất to và chắc chắn, thích hợp cho cả hai chức năng cắt và nghiền nát con mồi. Trong khi đó, răng của Mosasaurus hay Tyrannosaurus thích hợp với việc cắt hơn. Hãy tưởng tượng hàm răng của Prognathodon giống như một chiếc kìm, ngắn nhưng mạnh mẽ. Trong khi đó, hàm của Mosasaurus và Tyrannosaurus giống như chiếc kéo, lợi về đường đi nhưng kém hơn về lực. Đã có một số bằng chứng cho thấy Prognathodon chính là sát thủ của những loài thường lầm khác. Trên một mẫu vật Prognathodon, người ta đã tìm thấy trong bụng nó những gì còn lại của ít nhất 3 con thường lầm thuộc loài khác. Nếu bạn là một con Mosasaurus to hơn Prognathodon, có thể bạn sẽ an toàn. Nhưng nếu bạn to bằng hoặc nhỏ con hơn Prognathodon, thì hãy cẩn thận với cái hàm của nó. Để đối chọi lại hai đối thủ này, Mosasaurus vẫn có những gì tốt nhất của nó. Đó là chiếc hàm lớn và dài, những chiếc răng sắc nhọn, là kích thước lớn nhất trong số các chi thường lòng. Với kết quả của những cuộc chiến tam quốc dưới lòng đại dương này sẽ diễn ra như thế nào? Có lẽ chúng ta sẽ không biết kết quả cụ thể của từng trận chiến giữa một con Mosasaurus với một con Tyrannosaurus hay một con Prognathodon. Thế nhưng nhìn vào tổng thể trong dữ liệu hóa thạch, chúng ta sẽ có kết quả tương đối. Cụ thể thì sau sự xuất hiện của Mosasaurus, các nhà khoa học ghi nhận sự biến mất của Tyrannosaurus ở nhiều nơi. Cần biết rằng Tyrannosaurus và Mosasaurus có nhiều đặc điểm khá giống nhau ở răng và hàm, do đó có thể chúng cùng tiêu thụ một loại con mồi. Sự cạnh tranh gay gắt chắc chắn đã xảy ra và có vẻ cuối cùng, Tyrannosaurus đã chịu thua trước đối thủ trẻ trung hơn và có những đặc điểm trội hơn. Còn Prognathodon và Mosasaurus thì sao? Dữ liệu hóa thạch cũng cho thấy Prognathodon và Mosasaurus vẫn tiếp tục chia sẻ địa bàn sinh sống trong một khoảng thời gian dài cho đến khi cả hai tuyệt chủng của khủng long phi điều cách đây 66 triệu năm trước. Các nhà khoa học tin rằng chúng đã tìm cách để chung sống với nhau thông qua một quá trình gọi là phân chia ngách sinh thái, niche partitioning. Cấu tạo hàm và răng của Prognathodon khác với Mosasaurus, do đó chúng sơi những thực đơn khác nhau. Trong khi Prognathodon sơi những con mồi cứng, to như rùa hay cục đá thì Mosasaurus có lẽ chọn cá làm thực phẩm chính. Những điều này đã được chứng minh thông qua phân tích đồng vị và thành phần trong bụng của một số mẫu vật hóa thạch. Và chúng ta hoàn toàn có thể nói rằng đã có một trận hòa giữa hai chi thương long này, không kể nào chiếm ưu thế hơn trong cuộc chiến sinh tồn. Mặc dù vậy thì xung đột không thể né tránh hoàn toàn khi vẫn có sự chồng lấn nhất định về nguồn thức ăn và môi trường sinh sống. Rất có thể giữa các loài thương long được thống trị đại dương kỳ phấn trắng đã xảy ra những cuộc đụng độ lẻ tẻ giữa các cá thể khi tranh giành nguồn thức ăn hay thậm chí chúng coi đối phương là thức ăn. Nhưng đến cuối cùng thì chúng vẫn phải tìm ra một giải pháp để tồn tại cùng nhau. Đó có lẽ là một trong những điều đáng để con người chúng ta học hỏi từ tự nhiên. Đó là toàn bộ nội dung của ngày hôm nay. Nếu các bạn yêu thích chủ đề khủng long và cổ sinh vật học, đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi những video mới của kênh Mê Khủng Long TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.